Ông ta sốt sáng hỏi lại, ngài nói đi, chỉ cần có cách thoát khỏi truy sát, chuyện gì ta cũng hứa với ngài. Hắn làm ra vẻ thản nhiên bảo, đơn giản thôi mà, chỉ cần anh nói vị trí cụ thể của mỏ mật kim kia cho ta biết trước đi. Ủa sao mới đầu bảo không cần? Có điều ông ta không dám hỏi lại, nhanh tay chỉ một địa điểm trên bản đồ cho Lục Thánh ngay lập tức. Hắn cười cười, nhanh tay lưu lại với vẻ mặt như kiểu chờ đợi đã lâu, còn bảo được rồi, sau này sẽ không có ai truy sát anh nữa. Thái độ như không có gì khiến ông ta lo lắng lắm, bối rối chẳng hiểu sao Lục Thánh có thể chắc chắn như thế được. Cuối cùng cũng há hốc mồm hỏi lại, hả, sao có thể chắc chắn như thế được? Biểu cảm như kiểu sợ hắn bịp người, đừng nói có vị trí mỏ mật ngân xong rồi đem con bò chợ ấy chứ. Sao có thể giải quyết nhanh vậy được, sao ngài làm được vậy? Rất đơn giản thôi, Lục Thánh chìa điện thoại cho ông ta xem điểm đánh dấu ban nãy. Ta chỉ công bố tất cả các vị trí của các mỏ mật kim lên trên mạng mà thôi. Khỏi phải nói ông chú sốc đến cỡ nào, tôi năm nay 40 tuổi mà chưa gặp trường hợp nào mà nói như thế này cả. Đó là mỏ mật kim trị giá hơn 100 triệu đó, cứ tùy tiện công bố trên toàn bộ mạng xã hội à? Cả ngàn người nhảy vào sâu xé là cái chắc. Đêm đó, đám người truy vết cô ả tông sư sát thủ nhanh chóng phát hiện hệ thống báo chuyện không hay, tín hiệu của cửu hoàn đứt giữa chừng rồi, chỉ sợ cô ta đã xảy ra chuyện ngoài ý. Thử lại mấy lần cũng chẳng có được tin tức gì hơn, anh ta quay lại nói với ai đó đằng sau lưng mình với vẻ đoán định. Chỉ sợ cô ta chủ quan rồi, dù sao người kia có lợi thế mỏ vàng mật trong tay, tìm vài trợ thủ không phải việc khó. Rất nhanh người khác bên cạnh phát hiện có những dấu vết lạ lùng, bèn lên tiếng gấp gáp, đợi đã. Những người vốn đứng đợi tin phía sau cũng vì thế hồi hộp chờ đợi theo, rồi giật mình bởi tin tức chấn động, trên mạng bắt đầu điên cuồng lan truyền tin tức có liên quan đến mỏ vàng mật. Ai đó cực kỳ vui vẻ chia sẻ cả vị trí cụ thể của nó, cắm luôn một cái ghi màu đỏ chà bá, mỏ vàng trăm tỷ chính là nằm ở đây. Còn ai ngoài thanh niên hệ tỉnh Lục Thánh làm ra nữa chứ? Thứ mà hắn cho là điều bình thường lại làm người ta tức chết. Những kẻ xem được thông tin nghiến răng nghiến lợi không thôi. Không tin được vậy mà có người lại công bố địa điểm ra ngoài, vãi thật. Bọn họ truy tìm mỏ mật kim trong thầm lặng, giờ đủ trò vì nó, giờ lại thấy nó công khai trên mạng cho bao nhiêu người tự do tìm kiếm bảo sao không căm tức. Vì mỏ mật kim này mà chúng ta chết nhiều người như vậy, xem như chết uổng công rồi sao? Quả nhiên trong căn phòng có người siết chặt tay gầm lên theo, thật đúng là không thể tưởng tượng được, nước cờ hay nha. Tất cả mọi người đều biết chuyện này, người đàn ông kia đã không còn giá trị. Khuôn mặt trung tuổi ẩn hiện sau kiểu tóc trẻ dài quá cằm, chỉ biết qua diện mạo ăn mặc nổi bật và đắt tiền, người này rất có khả năng là ông trùm của Hoàn Ẩn. Bên trên ông ta là biểu tượng hình xăm chữ La Mã hệt cái mà cửu hoàn đã có sau lưng. Không giữ được bình tĩnh, ông ta gào lên chửi, khiến sẹo trên mặt càng nổi bật trông đáng sợ. Lại có người dám lừa gạt Hoàn Ẩn, nhất định phải cho người để lộ bí mật kia biết tay. Cha, cha cho ta, hãy tìm ra kẻ đã tiết lộ thông tin. Chẳng mấy chốc, đúng như Lục Thánh dự đoán, tin tức rất nhanh đã được lan truyền trên mạng, ai mà không quan tâm một khối tài sản khổng lồ được bày ra trước mắt cơ chứ. Chuyện vạch trần mỏ vàng mật trăm tỷ cứ thế có hàng ngàn bình luận, đủ các loại sắc thái từ cười cợt ta muốn trở thành chủ nhân nơi đó, cho đến nghi vấn, cái gì thế, lại có chuyện tốt như thế à? Đến người đàn ông kia cũng khúng núm nhìn Lục Thánh suy xét. Hắn làm thật rồi kìa, có phải chàng trai trẻ này không biết giá trị của mỏ vàng mật hay không? Chẳng lẽ, không phải hắn không biết mà là không quan tâm? Rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể không quan tâm khối tài sản lớn như thế, có biết cả thế giới ngoài kia đổ xô đi giết nhau vì nó không? Bất chợt Lục Thánh quay sang nhìn ông ta cười cười dặn dò, ngày mai sau khi trả phòng, đưa con gái anh đến chỗ khác trốn vài ngày, cơn bão do mỏ vàng gây ra cũng sẽ nhanh chóng trôi qua. Hắn nhanh chóng chúc may mắn, tạm biệt, tính chuẩn đi ngay lập tức, chợt có tiếng trẻ con vang lên đằng sau cánh cửa. Con bé trông phiền buồn gọi, anh trai à, chúng ta sau này còn có thể gặp lại không? Lục Thánh đối với các em nhỏ cực kỳ dịu dàng, hắn ngồi xuống xoa mái tóc vàng của con bé, trả lời nhẹ nhàng có chữ, nhất định còn gặp lại. Sáng hôm sau, đám người Hoàn Ẩn theo tín hiệu lần cuối phát hiện của cửu hoàn lần ra xác cô ta đã chết cứng được mấy giờ đồng hồ. Nguyên nhân cái chết cũng vì thế được phơi bày làm người ta giật mình khó hiểu, cửu hoàn lại yếu như vậy, bị người nắm lấy đầu đập chết. Bên khám nghiệm lại có kết luận khác, là người giết cô ta quá mạnh mẽ, anh xem dáng vẻ này, không có bất cứ động tác phản kháng nào, không, là căn bản không phản kháng được. Lại nhìn hiện trường xung quanh cái xác mà xem, hố này sâu, giống như từng dùng máy đóng cọc. Nhưng ai có thể nghĩ đến đây là dùng đầu con người cứng rắn nện ra, còn là đầu của một tông sư cấp 7 nữa, thật đúng là quá hung tàn, quá bạo lực rồi. Bởi biết kẻ làm ra chuyện này rõ ràng là thứ dữ, anh nhân viên méo mó mặt mày lo lắng quay lại hỏi đồng nghiệp của mình, anh nói xem, chúng ta có nên tiếp tục truy tìm hay không? Người kia cáu bẳn chửi lại thay cho lời đáp, truy tìm cái giám ấy, quay về thôi. Ngay cả võ giả dị hóa từng được tổ chức cường hóa cũng chết thê thảm. Hơn nữa vị trí mỏ vàng cũng bị người ta lan truyền ra ngoài, nhiệm vụ này vừa nguy hiểm vừa không có lợi. Muốn điều tra thì anh điều tra, ta đi đây. Giải quyết xong chuyện với cha con người đàn ông kia, Lục Thánh một mình vào mộng cảnh, mở thông tin hỏa trùng lên tìm tên các tổ chức mình vừa nghe được hôm qua. Nào là Ám Tinh, Hoàn Ẩn, Hắc Sa Mã, mỗi tổ chức hiện lên rằng rặc với một bảng thông tin khác nhau. Mỗi cái đều làm Lục Thánh kinh ngạc, không ngờ có tới hơn chục tổ chức quốc tế bí ẩn lớn nhỏ như vậy. Thậm chí kéo dài đến võ đạo một vạn năm vẫn còn dấu vết tiếp tục hoạt động, quả nhiên có võ thánh tọa trấn. Hắn xoa cằm đầy suy tư, mà võ thánh cũng không phải là tùy tiện thì có thể bồi dưỡng ra được. Có lẽ đằng sau nó là cái bóng của bộ máy nhà nước. Lục Thánh chợt phát hiện có thông tin lạ kỳ chỗ Hoàn Ẩn, chính là đoạn tổ chức này vẫn dốc sức nghiên cứu võ giả dị hóa qua nhiều năm tháng. Họ tiến hành hàng trăm hàng ngàn loại thí nghiệm khác nhau, đồng thời tạo ra nhiều sự kiện chấn động quốc tế, bị các quốc gia liên thủ tiêu diệt.
Lần đầu tiên nghe đến cụm từ cường giả dị hóa, Lục Thánh tò mò lục thêm thông tin của nó mới hiểu ra, đây vốn là các thủ thuật lợi dụng gen dị thú, thông qua cấy ghép vào trên người võ giả, thúc đẩy thực lực cường đại của võ giả, nếu thành công có thể vượt xa thực lực đồng cấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Nhưng chuyện tốt đâu có mãi, tất nhiên thứ nào phát triển càng nhanh càng có những mặt có hại hiển nhiên. Sau khi chấp nhận cấy ghép gen dị thú, cho dù lấy thức hay thân thể đều sẽ bị ăn mòn và chuyển hóa, tựa như bom hẹn giờ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Nghe mà ớn ngang, Lục Thánh thầm nghĩ chẳng trách xúc cảm đánh nữ nhân ngày hôm qua chẳng có gì là mình hối hận cho lắm. Hoàn Ấn đã bắt đầu sử dụng công nghệ này không đúng lắm, chẳng lẽ Hoàn Ấn có liên quan đến sự kiện dị thú xâm lấn lúc trước? Ngay cả ta cũng có thể nhìn ra, cao tầng Long Quốc chắc chắn không phải ngu xuẩn, chắc sẽ có hành động ứng phó tương ứng, ta sẽ không xen vào việc của người khác. Càng nghĩ Lục Thánh càng thấy ảo ma Canada chẳng hiểu gì, nếu ta gặp được thì thuận đường hỗ trợ giải quyết, dù sao cũng là tiện tay bóp chết, không gặp thì cũng thôi. Nhưng con đường võ giả dị hóa này, tuy rằng không theo quy tắc bình thường, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể dùng, sau này có cơ hội thí nghiệm xem thử. Lục Thánh có sợ gì mấy thứ đó chứ, dị tủy hắn còn húp hết cả hồ của người ta cơ mà. Đúng rồi, hắn rảnh rỗi liếc qua tương lai của hai cha con kia để xem thử, nhanh chóng tấm tắc khen, không tệ nha. Cố Liễu Ngôn, tên con bé tóc vàng, về sau là tổng phụ trách khoa điều tra tội phạm quốc tế, đại tông sư cấp 8, cả đời dốc sức điều tra các tổ chức như Hoàn Ấn, Ám Tinh, Hắc Ma Xã. Số phần tử khủng bố cô tự tay bắn chết và đưa vào ngục giam, tổng cộng hơn 800 người, mặt Lục Thánh muốn sệ xuống chạm sàn luôn vậy. Đúng là trong hên còn có may mắn mà, không thể ngờ mình còn tiện tay cứu được một tinh anh quốc tế nữa. Nhưng chưa hết đâu, ông tưởng mỗi sự nghiệp là xong à. Lục Thánh nhìn qua dòng chữ tình trạng hôn nhân, đơn phương võ thánh Long Quốc thập toàn võ thánh Lục Thánh, cả đời không kết hôn. Hắn đứng đần mặt nhìn chằm chằm không tin được, ban đầu não còn chưa hoạt động đủ, chẳng hiểu sao tên mình lại xuất hiện ở đây, còn làm người ta đơn phương một đời nữa chứ. Không chịu nổi mà, Lục Thánh nhớ lại con bé bây giờ chỉ là học sinh tiểu học mà xua tay kịch liệt. Quá xúc sinh rồi, đáng chết. Mấy cái tư liệu linh ta linh tinh không nên xem này, làm hỏng đạo tâm của mình, lần sau nhất định không xem nữa. Đúng là già không bỏ, trẻ không tha, chỉ một lần gặp gỡ, một đời tương tư. Lục Thánh chẳng biết làm sao, quyết định không xem nữa, trước mắt hôm nay chỉ xem đến đây thôi, bèn đưa tay tắt màn hình đi, hắn không muốn thấy tương lai mình khiến bao em si tình, hậu cung harem của hắn vốn đã đông đúc rồi, đâu phải ai cũng có thể nhét vào được chứ. Nhưng bỏ qua chuyện đó, khuôn mặt Lục Thánh nhếch lên nụ cười nham hiểm, bây giờ là lúc nên đi xử lý tên cặn bã Liên Dạ rồi. Hắn ra khỏi mộng cảnh, đi một mạch đến đường Bình Chính Tây khu thành phố Phong Trạch, tiểu khu công nhân 213, gõ cốc cốc lên cánh cửa trông có vẻ cũ kỹ. Phó Kiến Minh bị cha con Liên Dạ hại chết cả nhà chính là sống ở nơi này, Lục Thánh muốn tìm manh mối từ đây trước. Đằng sau cánh cửa là một người phụ nữ trung niên đầy nét buồn chồn trên khuôn mặt, chỉ hé ra một chút không gian để thấy người đến là nam hay nữ, trẻ hay già, hỏi cậu tìm ai. Hắn mỉm cười đáp lại nhanh chóng, tôi tìm Phó Kiến Minh, nhưng chưa tìm được lời nào nói hay hơn đã thấy người phụ nữ nọ gay gắt định đóng cửa lại. Không quen, cậu tìm nhầm chỗ rồi. Hắn đặt thẳng một chân vào khe cửa hở, nhất quyết không cho bà ta đóng cửa lại. Người đàn bà không làm gì được, chỉ có thể bất lực quát, cậu muốn làm gì? Lục Thánh thò đầu qua khe cửa cố giải thích, địa chỉ không sai, làm phiền bà nghĩ lại, chắc lúc trước hắn sống ở đây. Thế là bà ta gay gắt quát thẳng vào mặt Lục Thánh không chút kiêng nể, hắn gì, hắn không còn sống ở đây nữa, bây giờ căn nhà này thuộc về tôi. Cậu còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát đó. Làm trai đẹp bao em gái theo mà bị một người phụ nữ trung niên quát đuổi thẳng mặt, hắn phải làm sao để thuyết phục đây, chẳng lẽ dùng vũ lực với dân thường,